chào các bạn và chào mừng đã trở lại với Phê Chuyện. Mình là Summarize và Batman thì có Joker. Bởi vì thế, The Flash sẽ có Reverse Flash. Nhưng khác với Batman, cái tên Flash là một cái tên dành cho rất nhiều nhân vật khác nhau trong toàn bộ quá trình phát triển truyện tranh của DC Comics. Chúng ta từng có Barry Allen, xong rồi Wally West, xong rồi Bart Allen. Và sau này lại là Barry Allen lần nữa. Và mỗi một Flash thì lại có một Reverse Flash khác. Và vì thế để mà nói về các Reverse Flash thì chúng ta phải kể qua các thời kỳ và các nhân vật khác nhau. Và sau đây là tất cả những Reverse Flash đã từng xuất hiện trong truyện tranh. Không được chính thức gọi là Reverse Flash nhưng The Rival vẫn được coi là Reverse Flash đối mặt với The Flash đầu tiên trong những ngày đầu tiên của truyện tranh. Và sau đây sẽ là Edward Claris Reverse Flash đầu tiên, The Rival. Câu chuyện về The Rival xuất hiện rất muộn trong truyện The Flash, cụ thể là tập cuối cùng của The Flash Comics là tập số 104 thì The Rival mới xuất hiện. Thoạt đầu không rõ chân tướng nhưng về sau chúng ta khám phá ra đó chính là Edward Claris, một giáo sư của trường đại học Midwestern. Khám phá ra công thức siêu tốc từ nước cứng của Jay Garrick, Edward tự mày mò sang châu Âu làm giáo sư lỗi lạc rồi trở về nước Mỹ, sử dụng siêu tốc độ để chứng minh bản thân mình. Tuy nhiên, vì những hành động sai trái và vì tốc độ không bền vững nên The Rival sớm bị lộ chân tướng và bị Jay Garrick bắt về. Kể từ lần xuất hiện này, The Rival biến mất khỏi truyện tranh trong nhiều thập kỷ và phải đến tận năm 2000 hắn mới trở lại. Trong JSA số 16 xuất bản vào tháng 11 năm 2000, chúng ta đã thấy cuộc chiến giữa The Rival và Jay Garrick là The Flash ngày đó. Nhưng khi đang mải chiến đấu thì do không kiểm soát được tốc độ nên The Rival đã bị hòa tan vào Speed Force. Điều này đã giải thích cho lý do vì sao hắn biến mất trong nhiều năm mà không hề tái xuất. Mặc dù vậy, chính tập truyện này cũng cho thấy sự trở lại của hắn và Jay Garrick buộc phải tiếp tục chặn đường tên khủng bố này. Trong Impulse số 88 xuất bản vào tháng 9 năm 2002, Edward đóng giả là bác sĩ của Joan Garrick, là vợ của Jay Garrick. Sau khi chạm trán với Jay Garrick về Impulse, The Rival đã phải chạy trốn và lấy cơ thể của Max Mercury làm vỏ bọc cho mình. Nhân vật tiếp theo của chúng ta sẽ là Yobaz Thorne, Reverse Flash chính thức đầu tiên và đây có thể coi là đối thủ quyền năng nhất, mạnh nhất và là nặng ký nhất của The Flash. Và cũng vì lý do này nên là chúng mình đã và đang chuẩn bị một clip tập trung toàn bộ về nguồn gốc và sức mạnh của Reverse Flash Yobaz Thorne, nên hôm nay chúng mình sẽ chỉ lướt qua một chút về nguồn gốc của hắn thôi nhé. Được giới thiệu với độc giả vào năm 1963 trong tập truyện The Flash số 139 và là đối thủ trực tiếp của Flash thời Bạch Kim là Barry Allen. Yobaz Thorne được tạo ra bởi John Broom và là một người đến từ tương lai. Trong tập truyện này, chúng ta được thấy Yobaz Thorne vô tình nhận được một trang phục của The Flash và sau đó hắn đã đảo ngược cơ chế bộ đồ, khám phá ra siêu tốc và tự cho mình quyền năng đó rồi sau đó gọi mình là Professor Zoom. Sau khi Barry Allen, The Flash thời điểm này xuất hiện trong tương lai và đập trong một trận, Yobaz đã đem lòng căm thù Flash rồi sau đó trở lại nhiều lần để đánh bại Barry Allen. Sau Crisis on Infinite Earths, nguồn gốc của Yobaz đã được thay đổi khá nhiều và đặc biệt là đến New 52, DC Rebirth, nguồn gốc của hắn còn được mở rộng ra nhiều hơn nữa. Những chi tiết này chúng mình sẽ kể hết trong clip nói riêng về Yobaz Thorne nên các bạn có thể đón chờ nhé. Về cơ bản, Yobaz Thorne là Reverse Flash chính thức đầu tiên là Professor Zoom hay được gọi là Zoom và có trang phục màu vàng đảo ngược so với The Flash. Sau sự kiện Crisis on Infinite Earths, The Flash Barry Allen đã phải hy sinh mình để cứu thế giới và truyền lại cái tên The Flash cho nhân vật tiếp theo và đó chính là Wally West. Và theo truyền thống, mỗi một Flash sẽ có một Reverse Flash riêng nên sau đây chúng ta sẽ có Reverse Flash tiếp theo và đây chính là Hunter Zolomon, Zoom. Được tạo ra bởi Jeff Johns và được giới thiệu với độc giả trong Flash Secret Files and Origins số thứ 3 xuất bản năm 2001. Nhưng nguồn gốc của anh chỉ thực sự thể hiện trong The Flash chương 2 số 197 xuất bản năm 2003. Khi còn nhỏ, Hunter sống trong một gia đình khó khăn, cha của anh là một tên giết người hàng loạt và mẹ anh là nạn nhân cuối cùng. Sau khi chống đối cảnh sát, cha của Hunter đã bị bắn, bị ám ảnh bởi hình tượng người cha. Hunter muốn vào đại học, muốn làm cảnh sát để hiểu lý do vì sao cha mình lại điên loạn như thế. Anh muốn tìm hiểu tâm lý kẻ sát nhân để ngăn chặn những kẻ sát nhân như thế về sau. Gặp được Ashley trong trường đại học và sớm tiến đến hôn nhân, nhưng sau khi dẫn cha của Ashley đến với cái chết, anh đã bị ăn một viên đạn vào đầu gối, bị đuổi khỏi lực lượng, bị ly dị và phải rời tới thành phố Keystone để tiếp tục tham gia lực lượng phòng chống tội phạm. Trong The Flash, chương 2 số 193, một lần nữa, Hunter lại dính đạn lạc từ cuộc chiến giữa Wally West và Gorilla Grodd. Và lần này, Hunter đã mất đi hẳn đôi chân. Anh không còn cơ hội tự di chuyển bằng chính sức lực của mình nữa. Bắt Wally phải chịu trách nhiệm cho tai nạn của mình. Hunter yêu cầu Wally sử dụng sức mạnh của mình để trở về quá khứ, thay đổi mọi thứ để Hunter không bị rơi vào mớ hỗn độn này. Nhưng Wally West từ chối bởi vì anh không muốn liều mình thay đổi dòng thời gian chỉ để cứu giúp một mình Hunter. Cái cú Wally West, Hunter tự đột nhập vào bảo tàng của Flash để thay đổi vận mệnh.
Nhưng lại một vụ tai nạn nữa xảy ra khi máy chạy thời gian là Cosmic Treadmill đã phát nổ. Nhưng sự cố này là một vận may đối với Hunter. Nó không những không khiến anh mất mạng mà còn trao cho anh một nguồn sức mạnh đủ lớn để trở thành một siêu anh hùng. Nhưng Hunter lại chọn một con đường hoàn toàn khác. Hunter Zolomon quyết định sẽ trở thành kẻ phản diện để đẩy Wally West lên một tầm cao mới. Trong đầu Hunter, để Flash trở nên vĩ đại, anh cần một đối thủ xứng tầm và đó sẽ chính là anh. Từ đây, Reverse Flash thứ 3 đã ra đời, Zoom đã ra đời. Có thể các bạn đã nhận ra vấn đề, chúng ta có rất nhiều cái tên cho những nhân vật vừa kể tên. Reverse Flash, Zoom, Professor Zoom, thậm chí Yoba Thorne và Hunter Zolomon còn có cùng một trang phục màu vàng. Điểm khác biệt duy nhất là ở đôi mắt. Mắt của Hunter không có lòng trắng và Eobard có con người màu đỏ. Điều này chính là mấu chốt trong tương lai chúng ta có một phiên bản Reverse Flash hoàn toàn mới và sẽ giúp ủi phẳng những sự khó hiểu vừa kể trên. Sau khi Wally West nghỉ hưu và về nhà ôm vợ và con đi ngủ, anh đã truyền lại cái áo đỏ của mình cho nhân vật tiếp theo và đó chính là Bart Allen. Bart Allen trở thành Flash thì tất nhiên chúng ta sẽ có một Reverse Flash mới và đây chính là Inertia. Được tạo ra bởi Todd DeZiago, vừa được cho lên trang truyện vào năm 1999 trong Impulse số 51, nhưng nguồn gốc của Inertia đã được gài vào từ trước đó. Trong truyện Impulse số 25, chúng ta được biết vị thế của Bart Allen là một người con lai giữa hai dòng họ đối đầu nhau là Thorne và Allen. Vì lý do này, người nhà Thorne, đặc biệt tổng thống quốc tế lúc bấy giờ là Thaddeus Thorne, đã muốn lôi kéo Bart về nhà mình, nhưng tất nhiên là cậu bé không muốn làm phản diện. Số 53 của đầu truyện Impulse cho chúng ta thấy, vì không thuyết phục được Bart nên Thaddeus Thorne đã tự lấy ADN của Bart ra để nhân bản vô tính thành một cậu bé mới có siêu tốc độ chẳng thua kém gì Bart. Và từ đây chúng ta có Thaddeus Thorne đệ nhị Inertia Reverse Flash của Bart Allen. Như mình đã chia sẻ về sự nhầm lẫn giữa Reverse Flash đầu tiên và Reverse Flash thứ hai là Professor Zoom và Zoom, cả hai nhân vật đều có màu vàng, cả hai nhân vật đều có tông vàng đỏ, hai nhân vật đều có tốc độ như nhau, hai nhân vật đều có cái tên Zoom. Và vì sự nhầm lẫn này nên là DC đã quyết định là đến Infinity 2 xóa đi toàn bộ, tạo ra một nhân vật hoàn toàn mới, bỏ đi cái màu vàng, lắp vào màu đỏ vào và chỉ một tên thôi, không phải là Professor Zoom cái gì nữa mà chỉ là Reverse Flash. Và sau đây sẽ là Daniel West Reverse Flash của New Infinity 2. Daniel West hay là Danny West là em trai của Iris West. Gia đình anh không phải là một gia đình hạnh phúc khi mà mẹ của Danny đã mất khi sinh thành anh. Điều này là một tai họa đối với Danny bởi vì mãi về sau, bố của anh vẫn luôn đổ lỗi cho anh về cái chết của mẹ mình. Đem lòng căm hận bố, Daniel đẩy bố xuống cầu thang khiến ông bị chấn thương nặng. Iris cũng đang ở đó và chứng kiến mọi thứ. Điều này khiến Daniel hoảng sợ và chạy trốn. Sau này, vì những hành động sai trái của mình, Daniel đã bị Barry Allen bắt giữ và ném vào tù. 5 năm sau, Danny vô tình bị Gorilla Grodd bắt giữ khi đang tấn công Gem City. Trong nỗ lực trốn thoát, anh đụng với chiếc xe của tiến sĩ Elias và chiếc xe đó mang cục pin năng lượng Speed Force. Và chuyện gì đến cũng phải đến, Danny bị sức mạnh bên trong khối pin phơi nhiễm và anh có sức mạnh của Speed Force cũng từ đó. Sau khi có sức mạnh của tốc trường, Danny cảm thấy mình cần phải làm gì đó để níu giữ quan hệ giữa anh và Iris bởi vì nó đã đổ vỡ sau khi anh bỏ nhà ra đi. Cách duy nhất mà Danny nghĩ tới được đó là cội nguồn của mọi mất mát mà anh đã phải chịu đựng, đó là bố của anh. Danny quyết định sẽ trở về quá khứ để sát hại chính bố của mình, nhưng tất nhiên là hắn đã bị Barry Allen, The Flash cản lại trước khi làm bất cứ điều gì ngu xuẩn. Hành động của Danny không những không níu kéo được mối quan hệ giữa anh và Iris mà còn khiến Iris ghê tởm và sợ hãi anh, gọi anh là một con quái vật. Nhận ra người chị gái mình hết mực yêu thương càng ngày càng muốn tránh xa mình, Danny càng dấn sâu vào sự sa ngã, cho rằng những điều mình làm là đúng và sẵn sàng làm lại những điều này cả ngàn lần. Và thế là mối quan hệ đang nứt vỡ của hai chị em hoàn toàn sụp đổ. Iris không bao giờ tha thứ cho người em của mình và mãi mãi quay lưng lại với Danny, còn Danny cứ chìm sâu vào tội lỗi. Sau này chúng ta khám phá ra Daniel West, Danny West còn là cha đẻ của Wally West phiên bản New 52. Điều này khiến mối quan hệ giữa hắn và các Flash còn lại còn căng thẳng hơn. Mặc dù vậy, đây vẫn là một Reverse Flash phiên bản lỗi và vì thế các tay viết phải kết liễu nhân vật này tận 2 lần liền, và đó là một lần trong Suicide Squad và lần còn lại là trong The Flash. Và vừa rồi là tổng hợp 5 Reverse Flash khác nhau của DC Comics. Sắp tới chúng mình sẽ có một clip tập trung về nguồn gốc của Yoba Thorne Reverse Flash chính thức đầu tiên, nên là mình rất mong các bạn sẽ theo dõi. Ok, mình có bỏ lỡ chi tiết gì về Reverse Flash không, hãy chia sẻ với chúng mình trong phần bình luận bên dưới nhé. Và nếu các bạn thích video này và chắc chắn các bạn đã thích rồi thì bấm nút like, subscribe cho chúng mình và đừng quên nút chuông thông báo để không bỏ lỡ clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Mình là Sunrise, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace.